Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau: Thanh tra Chính phủ tập huấn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng; các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3; kiểm soát thịt lợn lưu thông trên thị trường; Sa Chi, cây trồng mới trên đất Di Linh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các mẹ, các dì, các chị. Những người vẫn không ngừng vươn lên, góp phần vào sự thành công chung của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với 8 chữ vàng dành cho phụ nữ trong thời đại mới: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung nhân ngày kỷ niệm này. Nhưng trước hết là một số thông tin thời sự quan trọng diễn ra trong tỉnh. Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng nay 8 tháng 3 tại thành phố Đà Lạt, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 cho lãnh đạo ngành thanh tra của 34 tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào phía Nam. Dự hội nghị có ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt được những chuyển biến tích cực trong năm 2018. Trong đó, lực lượng Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các địa phương đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, tại hội nghị tập huấn lần này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo ngành thanh tra các địa phương dành thời gian trao đổi, chia sẻ để có những đánh giá sát nhất trong công tác phòng chống tham nhũng. Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ cần có những hướng dẫn cụ thể, làm cơ sở để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ này. Về phía tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng đã được triển khai đồng bộ, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị tập huấn lần này là điều kiện để Lâm Đồng nói riêng và các địa phương nói chung nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương mình. Nội dung trọng tâm của hội nghị tập huấn là giúp lãnh đạo ngành thanh tra các địa phương nắm rõ phương pháp hoàn thành bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018, nhằm đánh giá đúng và khuyến khích nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng văn hóa phòng chống tham nhũng, tăng cường phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời nâng cao hiệu quả chất lượng thông tin, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác phòng chống tham nhũng. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á-Thái Bình Dương TPO đã tổ chức cuộc họp khu vực tại Việt Nam của các thành phố thành viên và các thành phố du lịch. Đến dự có đại diện Ban Thư ký TPO, chính quyền thành phố Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hội An, Huế và Vũng Tàu. Tại cuộc họp khu vực lần này, đại diện Ban Thư ký TPO đã giới thiệu với các đại biểu về kế hoạch hoạt động TPO năm 2019, những sáng kiến và dự án mới của tổ chức, gồm dự án mạng hợp tác trực tuyến nhằm thiết lập một nền tảng trực tuyến để xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức du lịch và doanh nghiệp du lịch để trao đổi thông tin và các ý kiến về du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch. Tại đây, ban tổ chức cũng đã giới thiệu với các đại biểu về kế hoạch thành lập trung tâm tiếp thị TPO nhằm cung cấp chiến lược tiếp thị theo yêu cầu cho các thị trường du lịch cụ thể. Kế hoạch thành lập ban tư vấn TPO gồm các chuyên gia nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp cho các thành viên cơ hội phát triển và quảng bá du lịch bằng cách soạn thảo hướng dẫn về chính sách du lịch. Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á-Thái Bình Dương TPO là một tổ chức hình thành từ tháng 8 năm 2000 với mục đích nhằm phát triển ngành du lịch, tạo điều kiện thúc đẩy sự tăng trưởng chung của nền kinh tế các thành viên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay, TPO đã có 86 thành viên đến từ 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam và có 4 thành phố đã tham gia gồm Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy rằng việc gia nhập TPO sẽ là cơ hội giúp Đà Lạt có nhiều cơ hội tiếp cận với các thành phố phát triển của thế giới, qua đó giúp thành phố ngày càng có những bước phát triển mới. Tháng 10 năm 2018, thành phố Đà Lạt đã nộp đơn đăng ký tham gia TPO.
Qua hội nghị lần này, thành phố Đà Lạt cũng mong muốn mối quan hệ và hợp tác giữa hai bên sẽ sớm được triển khai, hiệu quả, từng bước xây dựng ngành du lịch của địa phương, phát triển dựa trên sự giúp đỡ của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á-Thái Bình Dương. Các hoạt động nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường Nguyễn Du, phường 9, thành phố Đà Lạt là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là thành quả của đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Trước đây do trọng nam khinh nữ nên phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi hàng thế kỷ. Ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân ngành dệt chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. 12 giờ làm việc một ngày. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Mỹ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi. 50 năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York để đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Khẩu hiệu của họ là bánh mì và hoa hồng. Bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho đời sống tốt đẹp hơn. Trong hội nghị phụ nữ do quốc tế thứ hai tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 1910, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Hội nghị đã chọn ngày 8 tháng 3 làm ngày quốc tế phụ nữ. Và vào năm 1977, ngày 8 tháng 3 được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là ngày quốc tế phụ nữ, hay còn gọi là ngày Liên Hiệp Quốc vì nữ quyền và hòa bình quốc tế. Tại Việt Nam, ngày quốc tế phụ nữ được kỷ niệm rất trang trọng. Một ngày tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho phụ nữ. Ở nước ta, ngày 8 tháng 3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc giành lại chủ quyền dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng phụ nữ nước ta 8 chữ vàng, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đó là sự đánh giá cao của Đảng, của Bác và nhân dân ta đối với bản chất và truyền thống cách mạng của phụ nữ nước ta. Trong cuộc sống hôm nay, với sự hoạt động ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, nơi tập hợp sức mạnh và đoàn kết phụ nữ, ngoài việc thực hiện thiên chức của mình đối với gia đình, người phụ nữ Việt Nam đang dần chủ động tạo lập cho mình thế bình đẳng với nam giới. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là dịp để mọi người dành những lời chúc mừng cũng như quà tặng đến các chị em phụ nữ, những món quà thật ý nghĩa. Năm nay, nhiều mặt hàng phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp quốc tế phụ nữ khá sôi động và đa dạng. Đặc biệt, giá cả của một số mặt hàng quà tặng cao hơn so với mọi năm. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại thành phố Đà Lạt. Dịp 8 tháng 3 năm nay, gia đình ông Phạm Văn Ký ở làng hoa Vạn Thành, một trong những làng hoa nổi tiếng của thành phố Đà Lạt, trung bình mỗi ngày cung cấp cho thị trường từ 4.000 đến 5.000 cành hoa hồng. Năm nay, do nhu cầu người tiêu dùng sử dụng hoa hồng làm quà tặng dịp 8 tháng 3 tăng cao, nên giá các loại hoa hồng được thương lái thu mua tại vườn cao hơn từ 10 đến 20% so với mọi năm. Hôm 8 tháng 3 năm nay, hoa hồng thì là năm nay là được, giá rất mắc. Làm hoa mà chăm bón được như này thì là rất là có ăn. Hoa hồng biểu tượng cho tình yêu. Đây là mặt hàng chủ đạo trong các dịp 8 tháng 3. Năm nay do số lượng đơn đặt hàng từ các thị trường lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, nên nhiều đại lý kinh doanh hoa, shop hoa tươi tại Đà Lạt đẩy mạnh việc thu mua, đồng thời tăng cường nhân lực, nhân công để phân loại, đóng gói các sản phẩm để kịp vận chuyển đi các địa phương tiêu thụ. Cái hoa hồng mà tặng vào ngày lễ 8 tháng 3 nó có ý nghĩa. Giá cả của năm nay thì so với mọi năm thì nó cao hơn nhiều. Mặc dù mình là mình kinh doanh về hoa hồng, nhưng mà nếu mà có ai mà tặng hoa cho mình thì mình cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Tại vì hoa hồng thật sự rất là đẹp. Ngày nào mình cũng ngắm hoa, nhưng mà nói chung là mình không bao giờ chán luôn á. Thị trường quà tặng 8 tháng 3 năm nay khá phong phú và đa dạng. Ngoài các sản phẩm đồ trang sức, thời trang, các sản phẩm công nghệ, người tiêu dùng còn có xu hướng chọn mỹ phẩm làm quà tặng. Theo các đại lý kinh doanh mỹ phẩm, xu hướng người tiêu dùng chọn mỹ phẩm làm quà tặng không chỉ mang ý nghĩa về giá trị sử dụng, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến sắc đẹp của người phụ nữ.
Trong giai đoạn gần đây thì cái việc lựa chọn mỹ phẩm để làm quà tặng cho chị em phụ nữ nhân dịp Quốc tế phụ nữ đang là một cái xu hướng được nhiều người lựa chọn, bởi vì nó có sẽ có giúp thể hiện sự quan tâm của người tặng đối với người nhận. Khi mà tặng mỹ phẩm thì mình thể hiện rằng là mình mong muốn rằng họ sẽ trở nên có thể xinh đẹp hơn, vui vẻ hơn. Và cũng khi mà lựa chọn mỹ phẩm như vậy thì chị em phụ nữ của mình cũng biết cách để có thể chăm sóc, giúp cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Rõ ràng sự phong phú về chủng loại, đa dạng trong các sản phẩm quà tặng sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn món quà phù hợp để tặng cho những người phụ nữ trong dịp 8 tháng 3. Những món quà dù mang giá trị vật chất hay tinh thần thì tất cả đều thể hiện sự quan tâm, nguồn động viên của nam giới đối với những người phụ nữ trong một ngày đầy ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định và là một lực lượng quan trọng trong đội ngũ, những người lao động tạo dựng nên xã hội. Điều đó đồng nghĩa với người phụ nữ Việt Nam nói riêng không còn đơn thuần giữ vai trò người nội trợ, giữ lửa trong gia đình, mà họ đã khẳng định được vai trò, vị trí và khả năng của mình ở tất cả các lĩnh vực trong xã hội. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau để thấy rõ hơn về phụ nữ ngày nay qua góc nhìn của nam giới. Sửa xe, thực tập dập tắt đám cháy một cách thuần thục và nhanh chóng. Tất cả những công việc đều dành cho nam giới. Nhưng hôm nay, công việc này đã được các chị em phụ nữ đảm nhận. Thậm chí có nhiều công việc họ còn làm tốt hơn cả nam giới. Bây giờ là nữ giới với nam giới rất là bình đẳng với nhau. Và thực sự là một người nam giới thì chúng tôi luôn luôn tôn trọng và học hỏi từ nữ giới. Học hỏi từ trong cách làm việc của họ, học hỏi trong vấn đề chuyên môn và thậm chí học hỏi trong vấn đề giao tiếp nữa. Tất cả những đó cho thấy rằng là nữ giới ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội ngày hôm nay, và đặc biệt trong trường đại học Sài Gòn thì các cán bộ giảng viên nữ luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và luôn luôn được các sinh viên yêu mến và đồng nghiệp nam yêu mến. Phụ nữ ngày nay đã vượt qua mọi thành kiến và thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động, tham gia trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại công ty May Đà Lạt, chi nhánh Tổng công ty May Nhà Bè, một ngày đầu tuần, tháng 3, đã minh chứng cho điều đó. Tại các băng truyền, lực lượng lao động đa phần là nữ giới đang tất bật với công việc của mình để kịp các đơn hàng cho các đối tác. Khác với thời gian trước, những khâu, những công việc quan trọng do nam giới đảm nhận đã được đơn vị này bố trí sắp xếp cho nữ giới quản lý và điều hành. Ngay cả sửa chữa máy móc, các kỹ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ cũng đã được chị em tiếp cận nhanh chóng và không cần sự giúp đỡ của nam giới. Phụ nữ hiện tại cũng nắm bắt rất là nhanh và cũng không có khó gì để mà truyền đạt những cái kinh nghiệm của những công việc cho nữ, nên là nắm bắt rất là tốt. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Bác từng nhấn mạnh, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dân tộc ta và đảng ta đời đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống hiến những người ưu tú, đã và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại. Vì lẽ đó, các hoạt động, chế độ, chính sách đối với nữ giới đã được đảng, nhà nước, các đơn vị triển khai đồng bộ và hiệu quả. Để khẳng định vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thích ứng và hội nhập trong xu thế phát triển chung, phụ nữ ngày nay đã nỗ lực hoàn thiện mình cả về tri thức, văn hóa, đến kỹ năng sống, tự lập, mạnh mẽ, đối mặt với áp lực và vươn lên vượt qua mọi khó khăn thử thách. Phụ nữ trong thời đại hiện nay thì tôi thấy rằng họ rất là năng động. Quan điểm riêng của tôi thì phụ nữ không hề thua kém gì so với đàn ông cả. Phụ nữ họ có kiến thức, họ có thái độ tốt, họ có kỹ năng rất là tốt. Trong cái ngành điều dưỡng cũng vậy. Phụ nữ họ có thể là chăm sóc người bệnh, họ có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu và có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của công việc. Theo nhận định của tôi thì tất cả chị em phụ nữ từ 20 năm trước hoặc là đổ đến thời điểm này, giai đoạn này thì bản thân tôi nhìn nhận đánh giá rằng là đối với Việt Nam nói chung và đơn vị cũng như tôi đang quản lý là kiểm soát ở đây thì nam nữ thật sự ra rất là bình đẳng. Mà thật sự ra là nữ công nhân ở May Đà Lạt rất là giỏi, và có những người là coi như là phát triển làm quản lý
rồi là có trường hợp là làm lãnh đạo, đặc biệt những cái trường hợp mà lãnh đạo thực tế của tôi ở đây là chủ tịch cũng là nữ. Và tầm xa hơn nữa như anh em ta thấy đó là chủ tịch nước Nguyễn Thị Kim Ngân của chúng ta, một cái vai trò rất là quan trọng trong quốc hội. Thì vì vậy đối với phụ nữ hiện tại rất là giỏi, không phải riêng về cái công việc nội trợ gia đình như trước kia, mà rất là tinh tế về vấn đề phát triển của đất nước, về cái tầm vi mô vĩ mô, đứng những cái vai trò rất là quan trọng trong cái vị trí ở tại doanh nghiệp của nói chung, nói riêng cái doanh nghiệp của Mai Đà Lạt và cũng như nói riêng về đất nước Việt Nam. Những tấm gương về phụ nữ điển hình giỏi việc nước đảm việc nhà ở Lâm Đồng hàng năm không ngừng được tăng lên, đồng thời với việc vị thế của người phụ nữ ngày càng được khẳng định và tôn vinh. Những tin vắn đáng chú ý sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Chiều ngày 7 tháng 2 tại huyện Chi Linh, cụm thi đua Ban Chỉ huy quân sự các huyện thành phố phía Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của cụm 1 luôn gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngành chức năng giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2019, cụm 1 các huyện thành phố phía Nam phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao. 100% đảng viên đủ tư cách, trong đó có 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường các đơn vị dưới 0,3%. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương an toàn tuyệt đối về chính trị. Quân số khỏe đạt 98,7% trở lên. Học tập huấn luyện đạt 98,5%. Kết quả huấn luyện các đối tượng 100% đạt yêu cầu, 80% trở lên khá giỏi. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Đảng viên nhập ngũ kết nạp trước 6 tháng đạt 2% trở lên. Xây dựng 100% xã thị trấn vững mạnh về quốc phòng an ninh. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá cao vai trò tầm quan trọng của cụm thi đua huyện thành phố phía Nam, đồng thời yêu cầu cần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, xác định trọng tâm, trọng điểm của việc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân tháng thanh niên, tối ngày 7 tháng 3, đoàn trường Đại học Đà Lạt đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các học sinh của lớp học tình thương và hội người mù tỉnh Lâm Đồng. Đây là hai địa chỉ quen thuộc mà các bạn sinh viên của trường Đại học Đà Lạt đã duy trì hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua, nhằm phổ cập kiến thức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ, đang theo học ở lớp học tình thương, cũng như dạy tiếng Anh cho các em khiếm thị tại hội người mù Lâm Đồng. Đây là một trong số rất nhiều những hoạt động hướng đến xã hội mà trường Đại học Đà Lạt triển khai đến sinh viên thực hiện xuyên suốt trong năm 2019, gắn với chủ đề Thanh niên hành động vì cộng đồng, nhằm giúp mỗi sinh viên ý thức và có trách nhiệm hơn với xã hội ngay khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Hạ tầng thành phố, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hân Nguyên đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp, cải tạo và hoàn thành tuyến đường Nguyễn Du, phường 9 thành phố Đà Lạt trước ngày 30 tháng 4, 2019. Tuy nhiên, để công trình hoàn thành theo thời gian nêu trên, đơn vị thi công đang kiến nghị Trung tâm Phát triển Hạ tầng thành phố Đà Lạt phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, các đơn vị liên quan tập trung thi công hệ thống đường dây cáp điện, hệ thống nước sinh hoạt nhằm phục vụ thi công tuyến đường. Được biết, tuyến đường Nguyễn Du, phường 9 thành phố Đà Lạt được nâng cấp, cải tạo có tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng với chiều dài gần 1 km. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: kiểm soát thịt lợn lưu thông trên thị trường, phụ nữ làng mắm truyền thống giúp nhau khởi nghiệp. Do dịch tả lợn châu Phi, nhiều người tiêu dùng đã hạn chế mua thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn. Trước tâm lý e ngại này, các cơ quan chức năng đang nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn triệt để dịch bệnh, không để lợn bị nhiễm bệnh về tới các lò mổ và lưu thông ra thị trường, nhất là tại thị trường rộng lớn như Hà Nội. Là tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối phía Nam đã hơn 10 năm nay, chị Hiền cho biết những ngày này, giá thịt bán buôn tại đây cũng đã giảm xuống 5 giá, còn lượng khách hàng của chị đã giảm khoảng 30% so với thời điểm sau Tết Nguyên đán.
Tuy người dân có mua thịt nhưng người dân lúc nào hạn chế và lại hỏi là chị ơi dịch như này thì chúng em lại rất là sợ, chúng em không dám ăn. Nhưng mà mọi người dân là cứ yên tâm, những cái hàng mà dịch là không bao giờ có được vào cả. Tâm lý e ngại vì dịch lợn tả châu Phi cũng là thực tế đang diễn ra tại nhiều chợ truyền thống. Cho dù tất cả các mặt hàng từ lợn trước khi vào chợ thực phẩm Trương Định thuộc quận Hoàng Mai đều phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phải được cung cấp từ các cơ sở giết mổ do thành phố cấp phép, thì lượng thịt lợn được tiêu thụ cũng đã bị giảm đáng kể. Trước kia mà hộ bà con kinh doanh mà buôn bán tầm độ khoảng 2 tạ thì hiện nay nó giảm xuống tầm độ còn khoảng 1,5 tạ. Đấy là cái lượng sức bán ra và cái giá cả thì cũng có giảm xuống. Ví dụ như trước kia là tầm 70-80 nghìn một cân thì bây giờ xuống tầm độ khoảng 60 nghìn. Hiện thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đã và đang tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và ngăn chặn triệt để dịch bệnh cũng như không để lợn bị nhiễm bệnh về tới các lò mổ và lưu thông ra thị trường. Qua đó giúp người dân hiểu đúng về tình hình diễn biến dịch và tạo tâm lý yên tâm khi lựa chọn và sử dụng thịt lợn đã được kiểm soát. Cái việc mà kiểm tra khi mà đàn lợn vận chuyển qua hoặc là vận chuyển đến Hà Nội để ví dụ như vào cơ sở giết mổ là phải có nguồn gốc, phải có đầy đủ cái giấy chứng nhận kiểm dịch thì mới cho giết mổ. Còn nếu như mà không đầy đủ thì phải kiểm tra xác minh để xem là cái nguồn gốc đàn lợn đó nó có thể xuất phát từ đâu. Ngoài ra, để phòng dịch cho đàn vật nuôi, hiện nay các cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn Hà Nội cũng đã và đang duy trì công tác phòng dịch ở cấp độ cao nhất. Do đó, nguồn cung lợn đạt chất lượng cho thủ đô vẫn được đảm bảo và duy trì. Để yên tâm sử dụng các sản phẩm thịt lợn an toàn, người tiêu dùng nên chọn mua tại các cơ sở bán hàng có uy tín, các cơ sở kinh doanh thịt được cấp phép, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, nên chọn mua các sản phẩm tươi, có dấu kiểm soát giết mổ và đặc biệt phải đảm bảo nấu chín thức ăn trước khi sử dụng. Với mong muốn giữ nghề và làm giàu từ chế biến truyền thống, phụ nữ ở làng Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã cùng chung sức hỗ trợ nhau sản xuất, quảng bá sản phẩm để mở rộng thị trường. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 theo quyết định số 939 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Chấn đã vận động được 9 hộ gia đình sản xuất mắm nhỏ lẻ ở làng nghề Mỹ Quang tham gia tổ liên kết sản xuất. Đây cũng là mô hình điểm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên. Khi tham gia tổ liên kết, các chị được vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ nhãn mác, bao bì theo tiêu chuẩn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ thị trường tiêu thụ. Thì cô hồi giờ cô làm thì nhỏ lẻ thôi, cũng ít thôi, nhưng bây giờ có cái tổ vô, cái tổ hợp, thì cô cũng muốn cho mắm mình làm nữa ra thị trường cho nó mở rộng ra, mình kinh doanh được nó nhiều, có cái đầu ra đầu. Cái mắm của truyền thống của gia đình là nhãn đi quen đi là không phải là đi các thôn quê hay đi các tỉnh nhưng mà đã nhập về vô chỗ các mát rồi. Một năm là từ chi phí rồi vô kiếm cũng cỡ vài trăm. Nghề chế biến nước mắm truyền thống ở Phú Yên giờ đây không chỉ dừng lại là giải quyết công việc lúc nông nhàn mà đang được định hướng để phát triển thành sản phẩm hàng hóa. Ở làng nghề Mỹ Quang, chị em phụ nữ tìm cách gắn kết hỗ trợ nhau trong sản xuất là một xu thế tất yếu. Bình quân mỗi hộ gia đình khi tham gia tổ liên kết sản xuất đều tiêu thụ được từ 2.000 đến 50.000 lít nước mắm và cho thu nhập từ 50 triệu đồng một hộ mỗi năm trở lên. Hiệu quả mang lại ở làng nghề nước mắm Mỹ Quang cho thấy hướng đi đúng trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đây cũng là cơ hội để những người phụ nữ sản xuất nước mắm sạch được sống với nghề và gìn giữ được giá trị của cha ông để lại. Tiếp nối thành công của Hội báo Toàn quốc 2018, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội báo Toàn quốc 2019 từ ngày 15 đến 17 tháng 3 tới đây tại Bảo tàng Hà Nội. Với chủ đề Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân, hội báo năm nay có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo địa phương và nhiều tổ chức đơn vị có nhiều đóng góp vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Hội báo năm nay trưng bày theo 4 chuyên đề về báo nhân dân với công tác xây dựng đảng, báo chí với những sự kiện nổi bật của đất nước, nguồn thông tin tin cậy nhất, báo chí với công cuộc phòng chống tham nhũng,
báo chí với chính phủ, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo. Cũng trong khuôn khổ hội báo còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú với các diễn đàn và triển lãm ảnh báo chí. Sa Chi, cây trồng mới trên đất Di Linh là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Sa Chi là cây họ dầu có xuất xứ từ Nam Mỹ. Hai năm trở lại đây, Sa Chi đã trở nên khá quen thuộc với người dân huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bởi đây là loại cây dễ trồng, cho năng suất cao và nhất là hiện tại đầu ra ổn định bởi đã có đối tác thu mua tận nơi. Từ hiệu quả đem lại nên một số hộ dân ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh đã mạnh dạn áp dụng trồng Sa Chi trên thửa đất của mình. Hiện cây đang trong vụ thu hoạch, ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Nhìn 600 gốc Sa Chi được trồng trên diện tích 5 sào đất của gia đình ông Nghiêm Văn Thi ở thôn Lộc Châu 1, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, đang trong thời gian cho thu hoạch trái mới thấy được loài cây trồng này phù hợp thế nào với thổ nhưỡng và khí hậu nơi vùng đất này. Chi phí đầu tư cho diện tích trồng Sa Chi không quá cao, chỉ 1.500.000 đồng một sào. Để làm giàn và cây trụ, cộng thêm 10.000 đồng một cây giống. Chỉ sau 8 tháng, Sa Chi đã cho thu hoạch rộ. Thời điểm này, giá thu mua tại vườn khoảng 65.000 đồng một ký. Gia đình tôi cũng về mạnh dạn chuyển đổi trồng cây này thì lúc đầu tiên tôi cũng thấy người ta trồng rồi có chỗ tiêu thụ thì gia đình tôi cũng bắt đầu bắt chước làm. Mà làm thì thấy trong thời gian lúc đầu á trồng xuống thấy nó cũng phát triển rất là tốt. Rồi tôi cũng mong muốn địa phương sẽ hỗ trợ về vấn đề đầu ra cho nó ổn định bằng cách thành lập hợp tác xã để ổn định cái đầu ra cho yên tâm. Còn đối với gia đình bà Trần Thị Vân ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, sau khi tìm hiểu, nghiên cứu một số mô hình trồng Sa Chi của các nơi khác cũng như công dụng và đầu ra cho sản phẩm, bà Vân đã triển khai trồng cây Sa Chi trên thửa đất vườn với 450 cây ban đầu. Hiện tại cây phát triển tốt, tỷ lệ đậu trái cao và đang cho thu hoạch. Thì cây Sa Chi là trồng thì dễ thôi, phân một năm ăn có hai lần mà, ăn cứ đi xíu phân. Mà làm cũng dễ mà đầu ra thì thấy cũng đang cũng thì ổn định rồi mà chả biết sao. Muốn sắp tới để muốn để mở rộng diện tích hợp tác mình để làm ăn đấy cho nó nhà để bà con mình vun tới để công việc để cho nó ổn định. Chứ cà phê cà pháo bây giờ nó cũng bấp bênh quá. Sa Chi trồng chủ yếu để thu hoạch quả phục vụ mục đích ép lấy dầu. Dầu Sa Chi là loại dầu chứa hàm lượng omega cao nhất hiện nay, cùng với tỷ lệ cân bằng của omega 3 và các loại vitamin A, E. Ngoài ra, còn làm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Riêng lá cây Sa Chi dùng để làm trà, vỏ có thể dùng làm chất đốt, phân bón rất tốt. Chính điều này, một khi Sa Chi có đầu ra ổn định, sẽ trở thành cây trồng giải quyết kinh tế cho hộ gia đình, bởi Sa Chi có thể trồng xen cây cà phê là loại cây trồng chủ lực của vùng đất Di Linh. Tuy nhiên, đây chỉ là mô hình trồng tự phát của hộ gia đình, nên xã Tân Nghĩa chưa khuyến khích nhân rộng. Đối với địa phương là chúng tôi cũng không có khuyến khích đâu. Tại vì cây lạ mà anh biết trồng rồi nó mua ở đâu, bán ở đâu. Nhưng mà anh vẫn cứ anh trồng. Thì đến giờ này hôm nay thì anh trồng rồi là cũng có một số hộ vô tham gia. Bước đầu địa phương cũng rất là mừng nhưng mà lo. Lo mà nếu mà bây giờ mà làm nhiều thì bán ở đâu. Cho nên là cũng mong muốn là qua cái chương trình này á, thì cũng mong chị là có thể là mình tìm kiếm cái đầu ra rồi để mà nhân dân trồng. Nông dân thì không có ngại khó khăn đâu. Họ sẵn sàng họ đầu tư hết tất cả. Cỡ nào họ không chơi. Nhưng mà căn bản làm sao mà để họ bán ra được mà họ để có mưu cầu hạnh cuộc sống của họ. Cây Sa Chi dễ trồng, dễ sống, dễ thích nghi, không kén đất, chống chịu tốt với sâu bệnh hại. Phương thức trồng đa dạng, từ trồng thuần, thâm canh, xen canh, quảng canh. Khi trồng Sa Chi, người nông dân có thể tận dụng các vật liệu địa phương như tre hay gòn để đóng cọc, làm giàn. Sản lượng thu tăng dần, đồng thời cao điểm nhất là năm thứ 3, đạt từ 5 đến 7 tấn một hecta. Tuy nhiên, khi nông dân muốn phát triển, nhân rộng, cần tìm hiểu rõ nhu cầu của thị trường và liên kết với các tổ chức doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng trồng tự phát, ồ ạt, sẽ khó tìm đầu ra cho sản phẩm.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.